đường mới cho nó đổ vô đây. Rồi xong rồi mình đã làm cho nó tan rồi. Còn bên kia là mình đang nấu đậu. Còn đây mình có nồi chảo dầu. Rồi bây giờ mình sẽ pha bột để mình làm bánh nha. Mình đã làm nước đường nó tan rồi. Thì mình đang chờ để cho nó hơi ra nguội chút xíu rồi mình sẽ pha bột. Ở đây mình có dừa và mè. Chút xíu mình sẽ làm trong cái đậu ha cả nhà. Còn ở đây đó là mình đã có bột nếp nè. Mình có thớt bột nếp. Ở đây mình có chút vani, mình bỏ vào luôn ha. Còn ở đây mình có khoảng một muỗng canh bột gạo. Bỏ vô luôn. Cái này Minh Trinh sẽ để cho nó nguội chút xíu rồi mình sẽ đổ vào. Mình sẽ vô nóng quá thì cái bột nó được ngon. Là mình đổ bột, đổ nước vào. Khuấy từ từ ha cả nhà. Mình sẽ bao lại rồi mình để cho nó nghỉ một chút xíu ha. Rồi đậu chín rồi bắt đầu mình sẽ làm bánh nha. Rồi. Mình sẽ sơn đậu nha cả nhà. Ở đây mình đã bóc vô cái chảo rồi. Bây giờ mình có đường à. Bây giờ mình đổ đường vô. Mình có chút xíu muối nè, mình đổ vô luôn. Mình trên thường thường để bột vani vô chút xíu vô bột vani. Mình sẽ sơn đều luôn. Đây mình làm với cái lửa nhỏ nha cả nhà ơi. Tại vì mình sơn cái này cho nó chút xíu cho nó tan ra xong rồi mình sẽ đổ dừa vô nha. Dừa đông lạnh nha cả nhà. Mình xin lấy mua một gói về làm cũng hết và bớt ra chút xíu. Ở đây mình đã soạn mè sẵn luôn, lát chút xíu mình làm luôn. Bây giờ chắc mình xin bỏ cái này vô luôn ha. Mình làm như vậy để cho cái dừa nó đã nhắn bột xong rồi mình sẽ cũng đã chia đậu xong rồi. Bây giờ mình sẽ nhò cựa giò cục để mình để vô chảo để mình chiên nhé cả nhà. Để cái nó ra là mình sẽ để nhân dừa nha cả nhà. Tròn vậy nè cả nhà. Cái lửa này cái gì là được rồi cả nhà. Đừng có để cho nó nóng quá thì cứ thêm cái bánh của mình không ngon đâu. Giờ mình chỉnh sẽ mè rồi mình sẽ bỏ dầu nha. Bánh của mình chỉnh ra cho nó bự và cố luôn. Cái bánh của mình ra chắc nó bự lắm luôn đây. Ăn một cái no luôn cả nhà ơi. Để cho cái bánh nó mau vàng á. Nhưng mà trước khi á, mình cho cái bánh vàng á thì mình bắt buộc mình phải để cái bánh nó nổi lên trước. Đó, rồi xong rồi mình phải làm cái khâu cuối cùng. Khâu cuối cùng thì mình kêu để cho nó vàng là mình lấy ra. Mình làm bằng bột nếp với lại bột gạo thôi. Nó sẽ dính kết dính hơn á. Cả nhà thấy khi mình chim lấy á, mình chim đè cái chuyện cho cái bánh nó nở ra cả nhà ha.
của mình xong rồi cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Cái nào cái nấy bự bà cố luôn. Đó. Ôi dạ lắm. Wow. Đó, cái nào cái nấy bự quá trời quá đất bự luôn cả nhà ơi. Đây, bây giờ mình cắt thử cái bánh cho cả nhà xem nha. Nóng cả nhà. Ngon quá. Đó. Đây, cả nhà xem mà. Cái bánh của mình nè. Thấy không? Ngon không? Cả nhà thấy sao? Ok ha cả nhà. Đó. Mai Trinh rất cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Mai Trinh nha. Mai Trinh đã làm bánh xong rồi và Mai Trinh đã cắt bánh ra cho cả nhà xem rồi. Cái bánh của Mai Trinh rất là giòn nha cả nhà, mà cái vỏ nó rất là mỏng. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và đã xem video của Mai Trinh nha. Hẹn gặp cả nhà lại ở clip kế tiếp. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà xem bánh cam của Mai Trinh vui vẻ nha. Bye.